Bây giờ chúng ta đang thấy một tên trộm đã đột nhập vào nhà người dân. Sau đó hắn ta bị người dân dí quay ngược lại trong nhà cố thủ. Và người dân đã điện lực lượng công an xuống cùng người dân dây bắt tên trộm. Tên trộm này rất chống trả, rất là quyết liệt. Mọi người coi cái kết rất là viên mãn luôn. Đây. Bây giờ hắn ta chạy ra ngoài đó. Và mấy anh công an và những người dân ở đó dây bắt, chạy đâu thoát đâu cái kết. Lên đồn uống nước trà rồi. Đây. À, coi kỹ nha, coi khúc này mấy đá nè. Do anh quay phim nè, anh vừa chạy vừa quay hơi lắc, mọi người thông cảm nha. Đây, giờ anh đầu hàng rồi, chịu hết nổi rồi, chạy đường nào nữa giờ đây. Chạy nè. Đó, cho mày chưa cái tội, ăn trộm. Đó. Rồi, mấy anh đã khống chế được hắn. Và bây giờ là cầm tay cho chính sách YouTube nên em không có để máu me, nó có miếng máu nhưng mà em phải che lại như cả nhà. Đây, cộng hiểu số phận rồi đó, cho cái tội không làm mà là đi ăn trộm nè, thì ăn mấy cây gậy là đã ngứa rồi, đã chân rồi, bỏ tay chưa? Chừa cái tội ngoài.